Nhắc đến Chúa Tể Bầu Trời thì chúng ta không thể quên được Đại Bàng. Đại Bàng là một cái con vật đại diện cho sức mạnh, đại diện cho sự phồn vinh, cũng như là đại diện cho những cái điều tốt đẹp nhất. Hôm nay mang đến cho anh em một cái phiên bản bật nửa ốp gỗ đàn hương nguyên khối, kèm theo đấy là một cái chụp bức được thiết kế hình đầu chim Đại Bàng. Đó, anh em có thể thấy này, hình đầu chim Đại Bàng được thiết kế ở đây là chụp bức, và chiếc mỏ này thì che đi cái phần bánh xe, đó, bảo vệ cái phần bánh xe của chúng ta. Trên thân của chiếc bật nửa thì có ốp một cái đài sen, và cái đài sen này nó tượng trưng cho cái quốc hoa của Việt Nam, nó rất là tuyệt vời và chúng ta có thể xoay tròn. Để sử dụng thì cũng rất là đơn giản này, chỉ cần lật lên bật thôi, đó, rất là nhạy lửa. Nó sử dụng cơ chế xăng đá tim của Zippo, rất là nhạy lửa. Phần gỗ đàn hương mang một cái màu sắc đỏ thẫm này thì nó rất là đẹp và sang trọng, mang lại cái sự may mắn cũng như là tài lộc cho anh em. Ở dưới mộc đáy thì sẽ có hai van, một van là để anh em thay đá dọc theo đây, và đây là bên này anh em có thể mở ra để châm xăng, nó rất là tiện lợi. Với một cái bình chứa xăng như thế này thì anh em có thể sử dụng được từ 7 đến 10 ngày là thoải mái anh em nhé. 6 lỗ chắn gió và được thiết kế theo hình xéo Luxury, rất là tuyệt vời. Đó, mở đầu chim lên, quẹt, thế là đã đánh lửa rồi. Đó, rất là tuyệt vời anh em nhé. Với cái mức giá là chỉ 400.000 thôi, anh em sẽ được tặng kèm đá bấc miễn phí giao hàng toàn quốc. Như thế là anh em đã có thể sở hữu được cái phiên bản bật lửa chim Đại Bàng này rồi. Đó. Như giúp em nhé, số lượng về hàng chỉ vỏn vẹn 15 cây thôi. Vậy nên là anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại để có thể sở hữu cho mình một chiếc bật nửa ốp gỗ đàn hương nguyên khối và đầu Đại Bàng. Kèm theo đó là một cái đài sen. Nó quá là nhiều cái chi tiết ăn điểm cho anh em luôn. Đó, cảm ơn anh em.